Ngôi làng A Lao nằm tách biệt dưới chân núi Lơ Pang thuộc xã Lơ Pang, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Ngoài canh tác nông nghiệp, nhiều năm trở lại đây, người dân trong làng còn chăm sóc, bảo tồn những cây gỗ chắc, một loài gỗ quý đang ngày càng ít đi. Việc này không chỉ góp phần phát triển kinh tế, mà còn góp phần vào việc bảo tồn nguồn gen quý hiếm của loài cây này. Hàng chục năm trước, núi Lơ Pang là vùng đất của gỗ chắc. Người dân chặt lấy gỗ để bán, để làm nhà và để lấy đất sản xuất. Chỉ một thời gian ngắn, cả rừng chắc bị chặt phá. Một thời gian sau, từ gốc cây cũ, những cây chắc non mọc lên. Thấy cây quý, người dân đã giữ lại để trồng và chăm sóc ngay trên mảnh rẫy của mình. Thấy cây chắc đó, loại này là có giá trị nhiều. Cho nên là bà con bây giờ thấy thế đó là có cây giá trị, cây quý. Cho nên là bà con giữ. Nó là giữ cho con cái mình để sau được hưởng lợi. Mình thì không kịp, đó là con cái sau này. Trải qua hàng chục năm, giờ đây vườn chắc của dân làng đã lên đến hàng chục hecta. Diện tích gỗ chắc tại đây liên tục gia tăng vì bên cạnh khả năng tái sinh đặc biệt của loài gỗ này, người dân đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ loài cây rừng quý. Chính quyền xã huyện cũng đang nỗ lực tìm giải pháp bảo vệ. Mong muốn của xã cũng như của người dân là kêu gọi các cái nhà đầu tư hoặc là các cái doanh nghiệp nào đó để họ hướng dẫn và có cái nguồn quý hoặc là hướng dẫn để người dân trong làng bảo tồn lại cái nguồn gen của cây chắc. Với giá cả 100 triệu đồng mỗi mét khối gỗ chắc, người dân làng A Lao đang sở hữu một khối tài sản lớn. Nhưng điều mà họ đang làm còn quý hơn nhiều, đó là bảo vệ, bảo tồn một giống gỗ quý đang có nguy cơ cạn kiệt vì khai thác quá mức.